sự khác biệt khi thể hiện các hoạt cảnh ở trên tranh và ở trên tiểu cảnh. Đây là mẫu mà chúng tôi đã vẽ để bình thường mà khi thể hiện ở trên tranh ấy, thì các cái chi tiết này nó sẽ ở trên một cái mặt phẳng. Và ví dụ như sự giao tiếp của nó là con bọ ngựa sẽ hướng đến con ve sầu, và con chim chích này sẽ đang rình con bọ ngựa đằng sau để thể hiện cái sự giao tiếp của các chi tiết này. Nhưng khi thể hiện ở trên tiểu cảnh thì tiểu cảnh sẽ lựa theo cái thân gỗ, nó sẽ tròn. Và thực tế ở đây chúng tôi đã làm thì con ve sầu sẽ lấp ở phía sau của cái thân gỗ, nó sẽ tạo lên một cái sự mường tượng mà rất là khác biệt so với khi mình làm các cái hoạt cảnh ở trên tranh. Thì người thợ sẽ phải có cái tư duy nhiều hơn và sử dụng các cái công cụ như là đục, mũi và áp dụng vào để thể hiện được cái tinh thần của cái tác phẩm.